Cổ nhân dạy, phú quý không kết ba bạn, nghèo khó không tìm ba người. Nghe cực thấm. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Hãy Sống Khác. Quý vị thân mến, cuộc đời là vòng luân hồi của sự giàu có và nghèo khổ. Con người chúng ta có lúc thành công thì cũng không tránh được khi xa cơ lỡ vận. Cổ nhân có câu, phú quý không kết ba bạn, nghèo khó không tìm ba người. Mong muốn nhắn nhủ thế hệ sau, bất kể nghèo hay giàu, hãy kết giao với những người phù hợp. Có như vậy thì người giàu mới duy trì và tích lũy được thêm tài sản. Người nghèo khó nhanh thoát khỏi nghịch cảnh mà vươn lên. Hãy cùng lắng nghe bài chia sẻ và suy ngẫm quý vị nhé. Thứ nhất, người giàu không kết giao với ba loại bạn. 1. Người có tâm cơ quá nặng. Trong cuộc sống, những người hay mắng chửi kẻ khác thường không nguy hiểm bằng những kẻ có dã tâm thâm hiểm. Người tính cách thâm hiểm, luôn tính toán chi li, thủ đoạn bất chính, lúc nào cũng sợ bản thân phải chịu thiệt thòi và tham phú phụ bần. Bởi thâm sâu khó đoán, không biết lúc nào bạn sẽ bị họ tính kế hãm hại để đạt được mục đích. 2. Người theo chủ nghĩa khoái lạc. Những người theo chủ nghĩa khoái lạc luôn muốn né tránh khổ đau, mưu cầu lạc thú và dễ bị những ham muốn nuốt chửng. Giao du với những người này, bạn dễ bị cuốn theo những cuộc vui của họ, tiêu tốn tài sản không đáng và dễ sinh ra lười biếng, ỷ lại, chỉ thích ăn không ngồi rồi. Mà lười biếng lại là con đường nhanh nhất để hủy hoại một con người. Đó là lý do những thế hệ trước tin rằng khi đã giàu có, chúng ta cần tránh xa những người lười lao động, không có chí tiến thủ mà chỉ biết ham vui. 3. Người hành động không màng đến đạo đức. Đạo đức quyết định đến hành vi của con người. Người xưa luôn cho rằng làm người chắc chắn không thể sống thiếu đức hạnh. Đất nước không thể thịnh vượng khi người dân không màng đến đạo đức. Vừa có tài vừa có đức chắc chắn sẽ được trọng dụng. Có tài nhưng không có đức thì cơ hội có hạn. Vừa không có tài vừa không có đức thì chẳng có ai coi trọng. Những người coi thường đạo đức là đối tượng chắc chắn người giàu phải tránh xa. Kết bạn càng lâu càng dễ lệch lạc trong suy nghĩ. Thứ hai, người nghèo đừng tìm sự giúp đỡ từ ba loại người. 1. Người coi thường bạn. Thực tế cuộc sống con người luôn có lúc thất thế, lúc đó bạn mới nhìn thấu được những mối quan hệ xung quanh. Chắc chắn sẽ có người chỉ chờ khi bạn gặp sóng gió sẽ tỏ ý coi thường bạn. Với những người như vậy, dù khó khăn đến mấy, người đang trong tình cảnh nghèo khó cũng đừng nên mở lời với họ, bởi họ gần như sẽ không chịu giúp bạn mà chỉ lấy những khó khăn thất bại bạn vừa trải qua trở thành chủ đề bàn tán. Họ cũng sẵn sàng dùng những lời châm biếm cay nghiệt và làm bạn dễ nhụt chí, không có động lực thoát khỏi nghịch cảnh. 2. Người không biết ơn bạn. Với những người bạn từng giúp đỡ, nhưng nay biết bạn khốn khó, không có động thái muốn hỗ trợ bạn, dù họ hoàn toàn dư giả tài chính, đủ để thấy những người này không hề có khái niệm biết ơn, càng không đặt bạn trong tâm trí họ. Vậy nên bạn càng không nên tiếp tục giao du với họ để tránh tiếp tục đặt niềm tin và cả lòng tốt nhầm chỗ. 3. Người giúp bạn vì động cơ. Nếu bạn tìm đến sự giúp đỡ của một người và họ ngay lập tức đồng ý với yêu cầu của bạn, hãy cảnh giác, bởi có thể họ giúp bạn không phải vì mối quan hệ thân thiết hay đơn thuần là thấy khó giang tay cứu giúp, mà bởi họ có động cơ khác. Để nhận được sự hỗ trợ từ họ, có thể bạn sẽ phải trả một cái giá đắt hơn thế. Hoàn cảnh nghèo khó dễ làm chúng ta trở nên cảm tính, không suy nghĩ lý trí, nhưng cũng đừng vì khó khăn mà dễ dàng chấp nhận đánh đổi với những người này, bởi bạn hoàn toàn không biết họ đang suy tính gì trong đầu. Quý vị thân mến, có một câu nói như sau. Trong cuộc đời, bạn là ai không quan trọng, quan trọng là những người bên cạnh bạn là ai. Con người ảnh hưởng lẫn nhau, trong nhiều trường hợp, các mối quan hệ xung quanh quyết định tính cách, trình độ và quỹ đạo cuộc đời của một con người. Cách bạn chọn bạn bè sẽ quyết định phương hướng cuộc đời của bạn. Phạm vi cuộc đời ẩn giấu trong năng lực nhìn người của chính bạn. Nếu bạn đồng hành với ba kiểu người sau đây thì sớm muộn cuộc đời của bạn cũng công thành danh toại, gặp nhiều may mắn. Hãy cùng lắng nghe xem ba kiểu người này là ai quý vị nhé. 1. Đồng hành với người ưu tú, bạn sẽ trở nên ngày một xuất sắc. Người xưa thường nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Bạn ở cùng ai thực sự rất quan trọng. Đồng hành cùng người bình thường thì sẽ không có áp lực, bạn sẽ trở nên ngày một buông thả. Bước chân đi ngày một nặng nề, dần dần sẽ tụt xuống dốc. Khi ở bên những người ưu tú,
bất giác bạn sẽ lấy họ làm gương, luôn luôn đốc thúc bản thân, tất yếu sẽ trở nên xuất chúng hơn người. Cách bạn chọn người đồng hành quyết định đích đến trong cuộc đời của bạn. Tôi từng đọc được một câu chuyện như thế này. Mark Hanson là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất ở Mỹ. Một lần anh đến gặp diễn giả Anthony Robbins tại một bữa tiệc. Anh hỏi Robbins một câu: "Chúng ta đều đang dạy người khác cách để thành công, nhưng tại sao thu nhập hàng năm của tôi chỉ có 1 triệu mà anh lại có thể kiếm được 10 triệu một năm?" Robbins không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại anh: "Hàng ngày anh ở cùng với ai?" Hanson tự hào trả lời: "Mỗi ngày tôi đều ở bên các triệu phú." Robbins mỉm cười nói: "Còn tôi ở bên tỷ phú mỗi ngày." Cách nhanh nhất thúc đẩy một người trưởng thành là đồng hành cùng những người xuất chúng. Khi bạn đang ở một vòng quan hệ ưu việt, bạn sẽ không thỏa mãn với sự tầm thường. Bạn sẽ không ngừng trau dồi bản thân, học hỏi những phẩm chất ưu tú, thói quen kỷ luật, năng lực vượt trội của người khác sẽ được thúc đẩy bởi những nguồn năng lượng vô hình. Kề vai sát cánh cùng những người ưu tú không chỉ giúp bạn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, mà khi bạn hoang mang hoặc bước sai đường, họ còn có thể tiếp thêm sức mạnh và chỉ lối cho bạn. Ở một góc độ khác, đây có thể coi là một lối đi tắt của cuộc đời. Vì vậy, đừng ngại kết thân với người giỏi hơn bạn, đồng thời hãy cố gắng biến mình thành người mà người khác muốn kết thân. 2. Hợp tác với người đáng tin cậy, đường càng đi càng rộng. Người đáng tin cậy chính là người khiến người khác cảm thấy an tâm và có thể phó thác. Bạn của tôi trước đây chuyển đến một công ty làm thiết kế sáng tạo. Khi biết được rằng giám đốc ở đây trạc tuổi anh ấy thì cảm thấy rất không phục. Nhưng sau 3 tháng làm việc, anh ấy lại hết lời khen ngợi vị giám đốc này. Bởi lần nào cũng vậy, bất kể dự án lớn hay nhỏ, giám đốc đều sẽ tích cực thảo luận. Dù bận đến mấy cũng sẽ cố gắng trả lời email ngay trong ngày. Một lần trong một dự án trọng điểm của công ty, khách hàng liên tục phàn nàn không ưng ý. Anh ấy không hề hoảng loạn, cũng không đùn đẩy vấn đề cho cấp dưới. Thay vào đó, anh ấy đích thân ra mặt, dẫn dắt mọi người cùng xây dựng phương án giải quyết mới, cuối cùng thành công lấy được lòng tin khách hàng. Bạn tôi nói, hễ là dự án có anh ấy tham gia, chẳng những rất ít khi mắc sai lầm, mà kết quả còn vô cùng đáng mong đợi. Ở bên một người như vậy, tớ có thể bù đắp được những khuyết điểm của mình. Bản thân tớ cũng đang ngày một giỏi hơn. Trong nhiều trường hợp, chúng ta thường dựa vào học vị và năng lực để đánh giá xem một người có thể làm việc chung hay không, có đáng để chúng ta tin tưởng hay không. Nhưng trong mắt những người thành công, đáng tin cậy là phẩm chất quan trọng hơn cả trí thông minh. Một người đáng tin cậy có thể không có mối quan hệ tốt với bạn, nhưng bạn sẽ không bao giờ phải nghi ngờ và lo lắng về họ. Người đáng tin cậy không nhất thiết phải là người giỏi nhất trong đám đông, nhưng nhất định là người làm việc cẩn thận và luôn nỗ lực hết mình. Lời đã hứa nhất định sẽ thực hiện, việc đã đồng ý tuyệt đối không trốn tránh. Cho dù là vấn đề nhỏ nhặt nhất, chỉ cần giao cho họ, họ đều sẽ cẩn thận xử lý. Khi bạn tiếp xúc và làm việc cùng những người như vậy, mỗi bước bạn đi, ắt hẳn đều sẽ vững vàng hơn rất nhiều. Đồng thời chúng ta cũng phải luôn nhắc nhở bản thân, phải là người kiên trì, có trách nhiệm, giành được sự tôn trọng và tin tưởng của người khác đối với mình. Để người khác yên tâm, để bản thân yên lòng, con đường bạn đi mới có thể ngày càng rộng mở. 3. Ở bên người thấu hiểu, cuộc đời mới trở nên đáng sống. Trong một đời, bạn sẽ đến rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người, nhưng cho dù cuộc đời bạn có tuyệt vời đến đâu, cũng sẽ có lúc bạn cảm thấy cô đơn. Mọi người đều cho là bạn sống rất tốt, không ai quan tâm tới bạn có mệt mỏi hay không, bạn đã ấm ức đến mức nào. Luôn có người nói yêu bạn, nắm bắt rõ mọi tin tức về bạn, nhưng họ không hiểu bạn, cũng chẳng thể bước vào trái tim bạn. Có một câu nói thế này, hiểu người khác là một niềm vui, được người khác hiểu là một loại hạnh phúc. Giữa mênh mang biển người, có thể gặp được người hiểu mình là một việc vô cùng may mắn. Người ấy không cần hoàn hảo, nhưng ở trước mặt người ấy, bạn có thể là chính mình, không cần cố ý làm vừa lòng ai. Dù bạn không nói gì, người ấy cũng có thể hiểu điều bạn muốn nói, luôn âm thầm ở bên cạnh bạn, sẽ luôn ghi nhớ mọi thứ thuộc về bạn, ngay cả khi hai người im lặng, bạn cũng cảm thấy an tâm. Nếu bạn may mắn gặp được một người như vậy, thì hãy trân trọng nhé. Người xưa có nói rằng, đời người thành công hay thất bại phụ thuộc vào bạn bè có tốt hay không. Nếu bạn không thể thay đổi xuất thân của mình, thì hãy thông qua việc bạn chọn để thay đổi vận mệnh cuộc đời.
đồng hành cùng người ưu tú, hợp tác với người đáng tin cậy, ở bên người biết thấu hiểu. Bằng cách này, bạn sẽ từng bước trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân mình.